Ui xoay, ui các bạn ơi, xem lớp này, siêu ung chạy rất là nhanh. Xin chào tất cả các bạn, tôi là người kể chuyện hay nhất phố huyện. Và hôm nay tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về một ngôi làng biến thái. Vậy trong ngôi làng biến thái có những gì? Các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện của tôi nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cô gái vàng trong làng biến thái. Mỗi khi cô ta đi đái, cô ta thường kêu ai ái để cảm thấy thoải mái. Ôi, đúng thật là vãi đái. Ngoài ra trong ngôi làng này nuôi một đàn gà mái, một bầy lợn nái và trồng rất nhiều cây ăn trái. Nhưng người dân ở đây vẫn không hề sống thoải mái mà sống một cách rất là kinh hãi. Bởi mỗi khi trời tối lúc nửa đêm, lại có tiếng chó sủa tê tái làm mọi người kinh hãi và sợ vãi. Thế là mọi người lại tụ tập với nhau, nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái. Có những hôm họ giết thịt hẳn con bò cái để chiêu đãi nhau. Các bạn biết người dân làng sợ ai không? Đó chính là cô gái biến thái. Nhìn thôi đã thấy cô ta không hề quý phái, mà lại còn suốt ngày kêu ai ái như con nhái. Đặc biệt là cô ta rất là xấu gái. Cô ta suốt ngày há mồm như con chó sồm, dữ dằn như con thằn lằn, nghĩ mình ngầu như bà bầu, và nghĩ mình có một điệu cười rất là tươi. Mặc dù điệu cười của cô ta trông giống một con đười ươi. Cô ta cao 1m70 và cân nặng là 50 cân thịt tươi. Thân hình cô ta thì rất là to, do ngày xưa cô ta ăn rất nhiều quả nho và hay chơi trò kéo co. Các bạn có nhìn thấy những vệt máu đỏ trên người cô ta không? Những vệt máu đỏ chứng tỏ là cô ta rất thích bắt nạt trẻ nhỏ và những người có thân hình nhỏ hơn mình, thậm chí là những người dân làng, khiến họ sợ hãi đến bàng hoàng. Mà hôm nay cô ta bỗng xuất hiện ở đây, cạnh căn nhà đất của thằng Nốp Nhây, mà anh Bê Quy Thành thì đi vắng. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy cùng đón xem video nhé. Đừng quên bấm nút like, chia sẻ video cho bạn bè cùng xem, đặc biệt đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thêm nhiều video mới. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nốp Nhây, sống trong căn nhà đất đây. Mình có một ước mơ, đó là trồng một cái cây. Khi cái cây nó lớn, nó sẽ ra rất nhiều trái cây. Mình sẽ đem trái cây bán ở trên Phây. Bán trái cây có tiền rồi mình sẽ đi sang Tây. Mà mình đi sang Tây để làm gì ta? Để mình chữa bệnh SIDA. Ôi chết, mình có bị bệnh SIDA đâu. Mình nói lầm đấy các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ nó bị bệnh SIDA nha. Nó không có bị bệnh SIDA đâu. Thế mình không chữa bệnh SIDA thì mình làm gì ta? À, mình sẽ sang đấy quẩy ở trong ba các bạn ạ. Ôi dồi ôi, nó sẽ đi quẩy các bạn ơi. Nghe thôi đã thấy vui quá rồi. Nhưng mà bây giờ chả có tiền, nhà thì nghèo rớt mùng tơi, còn chả ai chơi. Thì bao giờ mới có tiền sang Tây để quẩy trong ba hả? Để lúc đấy nó sẽ nhảy điệu cha 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 cho các bạn xem. Đấy, nó sẽ quẩy lên đây này. Đó, nó quẩy căng lắm các bạn. Bậy sợ, bậy sợ, bậy sợ, bậy sợ. Đó, các bạn thấy nó ngầu chưa? Ngầu nhưng mà bây giờ đang rất buồn rầu vì chả có tiền để đi đâu hết các bạn ạ. Thậm chí chả có tiền đi gội đầu nên rất là buồn rầu. Để có tiền thì bây giờ nó phải đi làm các bạn ạ. Trồng cái cây chắc là phải mai ngày kia nó mới trồng được. Còn bây giờ nó sẽ phải ra ngoài vườn thu hoạch cà rốt khoai tây. Đấy, bán để kiếm tiền các bạn. Phải trồng cà rốt khoai tây mới có tiền. Ôi, một ngày mới lại lên. Nó cảm thấy vui quá. Vui như chưa bao giờ được vui. Thôi đi ra ngoài vườn thôi. Ô nhà anh Bí Quy Thành thì các bạn kìa. Bé Nốp hôm nay vắng nhà, hôm nay chỉ có Nốp to ở nhà thôi nha các bạn. Các bạn đừng có hỏi bé Nốp đi đâu. Đi đâu còn lâu mới biết, mình cũng chẳng biết thằng bé Nốp nó đi đâu. Mình là anh thằng bé Nốp đó, nên mình to to thế này. Giống thằng bé Nốp cực kỳ luôn. Thôi đi ra thu hoạch cà rốt khoai tây. Ô, ai đây? Cái gì sao đập tôi? Cái thằng gì mà người hôi hôi sao lại đập tôi? Ờ, có một thằng đuổi đánh Nốp các bạn ạ. Mới sáng ra định đi ra vườn làm việc thôi mà. Có một đứa con gái tóc dài, xong người nó rất là nhiều máu. Chứng tỏ nó đang cáu, nó muốn đánh mình. Ừ không, đừng đánh Nốp. Nốp có biết cái đất gì đâu. Vừa mới đi ra ngoài đã bị người đánh không trượt phát nào. Nốp đứng đây kêu gào nhá. À, có người đánh Nốp. À, thôi đừng đánh Nốp nữa. Mình mà
mà đứng đấy kêu gào, nó đập cho không trượt phát nào tí còn chết, cuộc đời nó sẽ chấm hết. Không được ăn Tết, không được sang ba quẩy nữa đâu, tôi trốn vào trong nhà. Ui nó to lắm các bạn ơi, gì mà con gái gì mà to hơn cả con trai vậy, hay là nó có thai? Nhưng mà bụng nó đâu có to, chắc nó không phải có thai đâu các bạn ạ. Sao mà bọn con gái bây giờ ác thế, thậm chí còn đến đây bắt nạt cả nốp ư? Không, ai cũng bắt nạt nốp hết, muốn giết nốp chết á, còn đâu đi, nốp trốn trong nhà đây, vì nốp gà nên nốp cứ trốn trong nhà đấy, ai làm gì được nốp hết. Nhưng mà bây giờ trốn ở trong nhà lâu không có gì ăn cũng chết đói à. Bây giờ phải làm sao các bạn? Chẳng nhẽ bây giờ mình lao ra đánh nhau với nó, nhưng mà mình là con trai, mình không được đánh con gái. Đánh con gái chúng nó bảo mình là thằng biến thái, thằng bắt nạt con gái. Nhưng mà đây không phải con gái, đây là một con yêu quái thì đúng hơn ý. Đây này, nó vừa ra nhìn thấy nó thôi mà để nó nhìn thấy nốt là nó đuổi, nó đập ngay đấy các bạn thấy không? Nó đập luôn cả vào mông nốt đây này. Mông nốt thì đang mộng sao đập đẹp dí rồi. Tha cho nốt, đừng có mà tưởng đến nốt hiền thì bắt nạt nha, đấm nhau không? Đấm nhau đi, đấm nhau nè, đấm đấm không triệt phát nào luôn, đấm lại luôn. Trời, tha cho nốt. Trời ơi, nó bị một đứa con gái đánh chết. Các bạn đừng kể với ai nhá, xấu hổ quá. Xấu hổ quá, mặt vào tường thôi. Không phải nó bị đứa con gái đánh chết đâu. Chả qua nó chết chân ngã đập đầu xuống đất chết thôi. Nó đánh nó còn đau đâu, nó giả vờ đau thôi. Các bạn ơi, cay quá, mình bị một đứa con gái đánh. Đừng rồi, đừng có mặt đùa. Nó sẽ mặc bộ quần áo giáp này ra đánh nhau với nó luôn. Giờ con gái cũng không tha, nó bắt nạt nó mà hình như nó là con ma hay sao, đấy phải con gái. Con gái làm gì có hung như vậy, đánh nhau ầm ầm không trượt phân nào, lao vào nó đập nó liên tục. Nó có đánh nó đâu mà nó chưa đánh nó được cái nào mà nó đã đập nó chục cái vào mặt vào mông rồi, đau lắm các bạn ạ. Mình có nên cầm kiếm ra đánh nhau với nó không các bạn? Như thế thì các bạn để bảo nó bắt nạt con gái à? Thôi không cần, nó để kiếm vào trong này. Đấy, nó không cần dùng kiếm, nó dùng tay đấm nhau nó các bạn ạ. Nó mặc giáp vào để cho người mình trâu hơn. Nó đâu rồi ta? Cái đứa con gái bị bệnh xì đạo. Ui nó kia kìa các bạn ơi. Thôi ơi, đấm nhau, đấm nhau nào, đấm nhau đi. Ào bay xa. Ào hay da. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Con đấm nốt mà cái con dở hơi kìa. Con dở mày lại đấy. Thôi đừng lại đây, tao sợ lắm ơi. Tao chạy đây, đừng lại đây. Tha cho tao đi. Cái con kia, con điên. Nó có làm gì nó đâu, sao nó cứ đứng canh ở vườn khoai tây cà rốt nhà nốt. Định ăn trộm vườn khoai tây cà rốt nhà nốt hả? Đấm vào ngực mày này. Các bạn ơi, nó vừa đấm vào ngực nó. Cái đồ con chó nhá, cứ bắt nạt nó đi. Ui nó to gì mà nó to đi các bạn ơi, nó to hơn cả nốt đi này. Ui ôi. Vừa mới mở cửa ra được đấm vào ngực nốt rồi, nó trả thù lại rồi. Các bạn ơi, nó lợi hại lắm. Bây giờ mày lại đây, cái con tóc dài biến thái, nhìn giống con gà mái suốt ngày kêu ai ái. Đừng có mà đánh tao. Tao tự ái là tao quay lại tao đánh mày đấy. Đánh luôn đi. Lần này đánh nhau luôn đi. Lớp lại bị nó đánh chết rồi các bạn ơi. Các bạn đừng bảo nốt là dở hơi, vì nó lợi hại lắm các bạn ạ. Nó to mà nó hình như không phải con người đâu, nó là con trâu hay sao ấy, khỏe như ma ấy. Được rồi, không sao, nó sẽ lôi kẽ bộ áo giáp siêu anh hùng của nốt ra. Đừng có mà tưởng nốt trông bình thường này thôi á, nó không bình thường đâu. Mở cái này ra đó.
bây giờ nó sẽ mặc bộ quần áo siêu anh hùng này vào nhá, đừng có mắc tưởng nó ra tiêu diệt nó luôn các bạn ạ. À, bây giờ nó đã trở thành Kid Flash. Ôi, có giỏi ra đây đánh nhau với nó đi. Ủa các bạn thấy gì không? Nó có một siêu năng lực chạy rất là nhanh các bạn ạ. Các bạn xem này. Ôi chết rồi, chạy nhanh quá, rơi xuống ao rồi. Bực hết cả mình ha, thả nó ra. Rơi xuống ao rồi. À, ôi. Ủa các bạn thấy không? Xem nốt này. Piu. Lốp chạy nhanh quá nó không đuổi lốp. Piu. Chơi đuổi nhau với lốp đi. Để lốp chổng mông vào mặt nó các bạn. Chổng mông vào mặt mày này. Và lốp chạy tới đây luôn các bạn ạ. Ôi chạy siêu nhanh luôn. Lốp lại chạy một phát ra chỗ đó luôn này. Ui. Đuổi lốp đi. Ừ. Lại ở đây rồi này. À thế mà nó vẫn đập một phát vào người nó. Piu. Ơi chạy một phát ra từ đây luôn các bạn ạ. Bây giờ nó sẽ lao nhanh vào người đó, nó đấm nó một cái nha các bạn. Hi hi hi. Thụp. Bụp bụp. Ui. Bù. Bù. Ui lao nhanh quá không kịp đấm luôn các bạn, nhanh quá. Nốp là một người có tốc độ di chuyển rất là nhanh luôn này. Úi, bộ quần áo giáp này giúp Nốp di chuyển nhanh quá, Nốp không kiểm soát được mình luôn. À, đấm nhau đi, đấm nhau đi. À, à. Ý, chạy ra đây luôn. Ý. Ý. Úi, xoay. Úi, các bạn đã xem Nốp này. Siêu hùng chạy rất là nhanh. Ý à. À, à, thế mà nó vẫn đấm được Nốp này. Ngươi dám đánh siêu anh hùng à? Ngươi có biết ta là siêu anh hùng Nốp đâu? Ngươi không đánh được ta đâu. À, nó không biết mình là siêu anh hùng hay sao ấy các bạn ạ. Con này, đừng để siêu anh hùng tiêu diệt ngươi nhá. Cái đồ yêu quái xấu xí này còn dở hơi không ai chơi. Đi bắt nạt Nốp hả? Bây giờ Nốp đã trở thành siêu anh hùng Kid Flash rồi đây. Nốp di chuyển rất là nhanh. À, ngươi đánh siêu anh hùng à? À, các bạn ơi, nó còn không biết mình là siêu anh hùng. Nó còn đang đánh, dám đánh cả siêu anh hùng này. Đấm cho phát, đấm cho phát. Đấm nhau. À, ngươi dám đánh siêu anh hùng này, đi đánh siêu anh hùng này. Chết queo chưa? Nó đã bảo tha cho nó rồi, thế mà nó còn không biết được. Ôi, nó đi về nhà. Ôi, chết rồi, đi quán đà rồi. Đập mặt vào mặt vào cửa các bạn ạ. À, đau quá, đi vào trong nhà. Đấy, cứ phải để Nốp nôi cái bộ giáp siêu anh hùng của mình ra, Nốp thật đập cho ngu người không thể tươi cười. Rồi bây giờ Nốp cất bộ giáp vào các bạn ạ. Cất đi. Đấy, cất bộ giáp vào. Bây giờ Nốp đi ra làm việc thôi các bạn ơi. Tiêu diệt cái con dở hơi rồi, tự nhiên dám vào đây phá đám Nốp, không cho Nốp đi làm kiếm tiền. Hôm nay các bác dân làng hôm nay không làm vườn nữa, cứ đứng kia chơi vậy. Ô, sao là mấy con sống này các bạn ơi. Để cập nhật và đón xem nhiều video mới hay hơn, các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký. Sau đó các bạn click vào hình cái chuông. Các bạn tích vào ô gửi cho tôi tất cả thông báo kênh này. Các bạn chọn lưu. Ngoài kia bao nhiêu dòng ba vẫn đang chờ mong. Anh không chờ chung.